Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hugo Quỳnh. Hugo đang đáp cái ly đến từ bạn Nam Ca hả? Wow, xếp đồ rất là đẹp luôn các bạn. Căn cứ Hugo và Nam Ca. Người... Oh my god, Hugo Quỳnh rồi các bạn ơi. Ok, mình đã quên bạn Nam Ca trên căn cứ nha. Để mình xem báo cáo trận chiến nha. Bên bạn ấy cũng 39 lính. Nhưng mà Pet cũng rất là đẹp luôn các bạn. Cho mình đi 866 cho nên là mình đem theo chỉ có con Pet bộ thôi. Do bộ của mình làm chủ lực, bộ mình rất là cứng. Bạn này rally cũng rất là khỏe, bạn rally với tỷ lệ 569. Bạn định dùng cái lượng mà kỵ nhiều để bạn đập mình, mà thực chất á là mình lại không không đáp như bạn nghĩ. Ok, bên bạn Nam là tổn thất 2 triệu, bên Hugo tổn thất 1,2 triệu. Bộ nó trâu cho nên ít giảm nhạy khí, nhưng mà Hugo đi á, Hugo để phương trận kỵ, bạn thì bạn cũng đưa phương trận kỵ ra. Nhằm ngay khúc đầu á, là mình mặc dù mình ép 866 nhưng mà mình không bị tụt nhảy khí từ đầu do đụng phải kỵ. Tại vì mình dùng là phương trận kỵ để mình đép. Rồi để lần này xem các bạn rally với tỷ lệ gì nhá. Rồi một lần vô tình đụng với một bạn Việt Nam và mình và bạn ấy đang thử sức. Nam Ca với căn cứ của Hugo. Oh my god, cháy rồi các bạn ơi. Wow. Lần này Hugo là người thất bại nha. Lần này Hugo thất bại rồi. Báo cáo trận chiến. Ok, bộ cung kỵ. Do lần trước là mình đã bị kiểu con chủ tướng của mình nó mất một số rồi, lần này mình đép có 3,6 triệu lính. Thiếu một đạo. Có một đạo nữa thì chắc cũng không đến nổi. Mình bị thiếu một đạo quân. Ok, mình coi mình thua bạn mấy bao nhiêu giải khí nha. Lần này Nam Ca có vẻ là trở lại rất là mạnh mẽ ha. Ồ, cái khúc này Hugo vẫn còn nhảy khí rất là cao mà ta. Vậy mình thua là thua cái gì ta? 41 nhảy khí. À, khi mà con bé nó kích hoạt ở đây nè, cái sức chiến đấu nó mạnh lên. Mình bị thua là thua cái khúc kích hoạt sao? Đúng rồi, mấy cái sao này nè, khi mà nó thiệt hại về sao nó kích hoạt lên, ổng mới ăn nhảy khí chứ ngay từ đầu ổng vẫn thua mình ha. Ổng ăn nhảy khí của mình ngay lúc sao. Với 200k quân. Thua 200k. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video. Hugo sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Bye.